Đường Láng là đoạn đường dài 3,8 km, bắt đầu từ ngã tư Sở đến đoạn giao với đường Cầu Giấy và đường Bưởi. Một thực trạng xảy ra trên đường Láng tồn tại rất nhiều năm nay là hầu hết các điểm cắt ngã ba, ngã tư trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm. Để giải quyết tình trạng ùn tắc, mới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu phương án tiền khả thi dự án Vành đai 2, đoạn ngã tư Sở đến Cầu Giấy, đường Láng. Trao đổi với Lao động, tiến sĩ kiến trúc sư Đoàn Ngọc Tú, chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng phương án này là khả thi. Với cách làm của Sở Giao thông Hà Nội, đặc biệt là cái quy hoạch chung của Hà Nội, thế thì tôi là ủng hộ cái việc là chúng ta có những cái tháo gỡ, đặc biệt là cái nút thắt giữa cái việc là từ ngã tư Sở đến Cầu Giấy. Với quan điểm của tôi thì với cái chủ trương là mở nhưng chúng ta sẽ làm bằng cách nào? Hà Nội đã chuẩn bị thông qua cái việc là hoàn thiện cái hạ tầng cơ sở phát triển đô thị ngầm của thủ đô. Cái thứ hai là hạ mạng lưới giao thông công cộng, đặc biệt là vừa rồi đó đã có cái dự thảo, đó là 12 hay là mười mấy cái tuyến đường mà có cái tàu điện trên cạn đấy, gọi là tham quay đấy. Thế thì chúng ta sẽ có những cái cách làm, đặc biệt là trong cái chủ đề hôm nay là làm về cái đầu nối của hạ tầng của cái vành đai 2 như vậy. Cũng theo đó, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng dự án này đã nằm trong quy hoạch từ lâu, nhưng việc mở rộng đường Láng trong thời đại mới còn có những thách thức mới. Ở đường Láng chúng ta thấy rằng là vấn đề tắc nghẽn giao thông không phải là trầm trọng. Nó chỉ ở cái nút giao thông mà đang đường trên cao đi xuống, đổ dồn vào ngã tư Sở, nó tích tụ lại tại một địa điểm, làm cho giao thông tại đó là rối loạn. Chứ còn về cơ bản là đường Láng đã mở rộng rất nhiều. Nhiều cầu vượt từ Xuyên Tâm đã bắc qua đường Láng để đi qua cầu Tô Lịch, qua sông Tô Lịch để sang các cái tuyến đường khác. Như vậy là câu chuyện đường Láng có thể có những giải pháp hiệu quả, thông minh, tiết kiệm hơn nhiều việc mở rộng đường tại đường Láng. Hiện nay, chiều rộng mỗi bên của đường Láng là 10,5m. Khi cải tạo xong, đường Láng sẽ rộng 53,5m, vận tốc thiết kế 80 km/h và là trục chính của đô thị. Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn từ ngã tư Sở đến Cầu Giấy có tổng đầu tư trên 21.000 tỷ đồng, trong đó đoạn dưới thấp hơn 17.000 tỷ đồng và đoạn trên cao gần 3.900 tỷ đồng.